Học viện VIETSTEM xin chào tất cả các bạn. Trong khóa học này, chúng ta sẽ cùng nhau học cách để tạo ra các ứng dụng. Bài học đầu tiên sẽ là bài học mèo đuổi chuột. Qua bài học này, các bạn sẽ học lập trình để làm quen với vòng lặp. Lập trình để chú mèo di chuyển theo một đối tượng nhất định là chú chuột, cũng như các hướng xung quanh đối tượng. Ứng dụng thứ hai các bạn sẽ lập trình đó là ứng dụng thiệp sinh nhật. Trước tiên các bạn sẽ học cách tạo các nhân vật bằng công cụ vẽ, điều chỉnh tâm cho đối tượng, ôn tập về vòng lặp trong lập trình, cũng như xoay một đối tượng để trong chóng quay. Sau đó tạo hiệu ứng cho chữ birthday nhấp nháy, kết hợp vòng lặp và đổi hình dạng để nến cháy. Tiếp đó, kết hợp vòng lặp và khối lệnh di chuyển để lập trình cho bong bóng bay từ dưới lên trên. Và cuối cùng là học về bản sao và cách để thêm hiệu ứng cho bản sao nhấp nháy. Ứng dụng thứ ba các bạn sẽ được học đó là ứng dụng đường lên đỉnh Olympia. Trong ứng dụng này, người chơi sẽ phải trả lời các câu hỏi của Doraemon để tới đích. Bài học đầu tiên các bạn sẽ học cách sử dụng công cụ vẽ để thêm được đối tượng bằng cách vẽ, đồng thời thêm đối tượng thứ thư mục. Tiếp theo, các bạn cũng sẽ được học cách để một nhân vật nói. Ngoài ra các bạn còn được học thêm về một kiến thức rất quan trọng trong lập trình, đó là khái niệm về biến, cũng như học cách giải các bài tập về biến. Trong bài học này, các bạn còn được ôn về khối lệnh điều kiện, khối lệnh di chuyển, khối lệnh đợi tới khi và khối lệnh ẩn hiện đối tượng. Ứng dụng cuối cùng là ứng dụng phòng thủ Biển Đông. Trong bài học này, chủ yếu các bạn sẽ được ôn lại các kiến thức về vòng lặp, hướng di chuyển, điều kiện, ẩn hiện đối tượng, biến và bản sao. Trong các ứng dụng, các bài học đều được chia nhỏ các kiến thức thành các video ngắn gọn và dễ hiểu. Từ đó các bạn sẽ rất dễ học tập và làm quen với môn học. Chúc các bạn học tập vui vẻ!